Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, kết quả quan trắc độ mặn lúc 16 giờ chiều nay tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh được ghi nhận ở mức từ 0,3 đến 2 phần ngàn. Cụ thể, tại Chủng Liêm, độ mặn đo được tại cống Nàng Âm là 2 phần ngàn, tại trạm Tích Thiện là 0,3 phần ngàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về xâm nhập mặn để có phương án ứng phó hiệu quả. Đồng thời, người dân cần tuân thủ theo khuyến cáo của ngành chức năng, tăng cường theo dõi các thông tin dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy văn để chủ động phòng chống ứng phó ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất và sinh hoạt.